Ngày 26 tháng 10, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp viêm da cơ địa bội nhiễm nặng. Với lòng bàn tay, lòng bàn chân, nổi nhiều mụn mủ, đi kèm với trợt loét gây đau nhức dữ dội. Bệnh nhân nam 52 tuổi ở Tiền Giang nhập viện trong tình trạng da toàn thân khô, bong tróc, đặc biệt lòng bàn tay, lòng bàn chân, nổi nhiều mụn mủ vàng đục, trợt loét rỉ dịch máu mủ và sốt. Bệnh nhân cho biết mình bị viêm da cơ địa khoảng 2 năm nay, điều trị ổn. Thời gian gần đây, lòng bàn tay, bàn chân nổi nhiều mụn nước, cảm giác ngứa ngáy, rất khó chịu, mất ngủ. Bệnh nhân cho biết do ngứa không ăn ngủ được nên đã tự chích vỡ các nốt mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân và chà sát mạnh cho đỡ ngứa. Sau mấy ngày, lòng bàn tay, lòng bàn chân sưng lên, xuất hiện nhiều mụn mủ trắng đục kèm sốt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, trưởng khoa lâm sàng 2 Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, bệnh nhân bị viêm da cơ địa bội nhiễm. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân chích vỡ các mụn nước cộng với việc cào gãi, chà sát mạnh, làm da bị tổn thương, khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào da và gây ra nhiễm trùng. Đặc biệt sau khi cấy dịch mủ ở lòng bàn tay, kết quả cho thấy có nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng đa kháng thuốc. Loại vi khuẩn này đề kháng với hầu hết các kháng sinh hiện nay nên rất khó khăn trong việc điều trị. Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng kháng sinh thế hệ mới, kháng viêm, thuốc thoa và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau 7 ngày điều trị, các mụn mủ khô dần và bong tróc. Tình trạng bệnh cải thiện khoảng 80-90% so với lúc nhập viện. Viêm da cơ địa là bệnh lý da viêm mãn tính, thường ít gây nguy hiểm đến tính mạng. Để nhận biết dấu hiệu viêm da cơ địa bội nhiễm, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng lưu ý các triệu chứng sau. Trên da có mủ, mài vàng, đau nhức, sưng tấy hoặc sờ nóng. Vết thương có màu đỏ tươi ở người có màu da sáng hoặc vết thương có màu đỏ sậm ở người có màu da sậm. Bệnh nhân cảm giác ớn lạnh hoặc bị sốt.